Rồi bây giờ thì ông già cũng vô hết rồi nha mọi người, dọn đồng lấy nhặt nữa nha. Rồi mình chào mọi người ha. Thì ở trên đây có một ổ ong vé nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy chưa? Cái ngòi nó lú lên đó mọi người. Thì tối nay mình sẽ lên bắt nó hen cả nhà. Thì hơi khó thấy mọi người, mình thấy lính ra vô cũng đông bọn á. Mà bị khuất cái tường rồi cả nhà. Thì tối nay đi rồi mình vô đây mình bắt ổ nó hen cả nhà. Đây, ngay chỗ đó. Rồi thì do ổ này nó ở trong trường hay cả nhà đây, nên là mình phải bắt bằng đi mọi người. Trời ơi, ổ này mọi người đá không? Ông vẽ này cả nhà. Bây giờ mình tắt đèn cho nó vô cái bình rượu này của mình mọi người. Bây giờ thì ông già cũng vô hết rồi nha mọi người, dọn đồng lấy nhặt nữa nha. Đẹp nè mọi người. Bánh ngược có một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn, năm tầng.
Ui, gỗ này cũng gừng già mọi người nè. Tầng này đẹp nhất nè mọi người. Rồi, xong rồi cả nhà. Xong rồi mọi người. Như cái lò than luôn. Một cái đầu tư cái quạt chịu mới nổi. Bịt nhọn nè. Già cũng ổn nhiều lắm. Bỏ nhiều vào đi. 200 con già. Nổi tầm 2 ba ông chị. Đủ mình dến như dễ. Có đâu dễ gì ra được, cục cứ nhắc tôi. Có giờ sao về bển là bắt mấy con nhỏ đó nè. Sáng ngày là nó gom lên trên. Ừ. Sáng ngày bắt chi đâu bắt gì. Ủa, bộn nữa trời ơi. Nó ghê trời. Ủa, này thấy mà dần 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 thấy. Nhiều ghê luôn Vũ. Này có trăng.